Dạ em xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn yêu thích Mai Vàng đã đến với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang hết cô chú anh chị ơi. Tiếp tục hôm nay là ngày 8 Tết nha cô chú anh chị à, nói còn mùng cho cô chú anh chị thấy còn gần ha. Thì mọi người mọi hoạt động nó trở lại bình thường. Kính chúc cô chú anh chị các bạn một năm mới làm ăn thuận lợi, may mắn phát tài thịnh vượng nha cô chú anh chị. Cũng trở lại với chỗ anh chàng em vô lưu đến cô chú anh chị các bạn một số mai vàng bonsai ghép đủ giống ha. Cúc bi, cúc sợ hương, cúc tư long, cúc tây thi à, xin kính chúc cô chú chị các bạn xem clip thật là vui, chọn được cây nào của chú chị liên hệ với bạn giùm em nha. Lô mai bonsai giấy đẹp già tàn nha cô chú anh chị, thích hợp cô chú anh chị mình lấy vo nhân giống ha. Có mặt hoa luôn nha cô chú anh chị, về là còn nguyên zin nguyên nụ luôn nha cô chú mình nha. Rồi, xin chào anh Tráng ơi. Rồi, em chào anh Nghiệp ha, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Thơ Giang. Rồi hôm nay em giữ lô mai mini để bạn hả anh chị, đủ loại giống ha, cúc bi, thọ hương. Đó. Thì kính mong chú chị ủng hộ ha. Rồi, số thổ em là 0932999393. Rồi mã đầu tiên hôm nay là mã số 1 cây cúc bi anh chị. Cây cúc bi. Hàng bonsai đẻ bạn anh chị. Lô này là đế đẹp già tàn hết rồi cô chú anh chị, mình dưỡng chơi Tết năm sau ok luôn ha, lấy bo đồ thoải mái ha. Giá rẻ. Giá rẻ. Mua mai là năm sau còn mau mà còn được mấy tháng nữa. Quanh 12. 13 tháng. Chiều cao 40. Ngang 41. Rồi, mã số 1 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ngàn cúc bi. 500k. Rồi, mã số 2 cây cúc bi dáng bay luôn. Dáng bay. Đế đẹp luôn cô chú. Nụ là cô chú chị đó, nụ cần gió ha. Bông chùm anh chị, cúc bi bông chùm ha. Đế nè. Phê luôn, đế quá phê luôn. Hoành 12, chiều cao 22, ngang 35, chiều dài gành bay là 58. Rồi mã số 2 xin giao lưu của chú chị mình là 550 ngàn. 550 mã số 2. Mã số 3 cúc tây thi. Cúc tây thi mã số 3. Thi nụ cũng vậy hả chị, nụ còn do nè ha. Đế đẹp nha cô chú anh chị nha. Đó, mã số 3. Mã số 3. Hoành 12. Chiều cao 49. Tàn ngang 50. Rồi mã số 3 xin giao lưu cô chú anh chị mình là 550. 550 mã số 3, mã số 4. Số 4. Rồi, cây cúc bi. Mã số 4. Mã số 4. Cúc bi tiên sinh. Hàng bonsai đá bàn nha anh chị. Giá rẻ. Anh chị mình sưu tầm giống ha, anh chị mua này về ghép anh chị. 12 hoành. Chiều cao 50. Ngang 54. Mã số 4 xin giao lưu của chúng chị mình là 500. Dạ 500k mã số 4. Mã số 5. Đó, cúc bi luôn. Rồi, cúc bi mã số 5. Họ đế nè anh chị ơi. Đế quái dị cà na luôn. À, đế này chơi đế vàng rất là cưng nha. Này anh chị mình về mình mua chậu dĩa để lên cây rất đẹp. Quanh 13. 13 quanh. Chiều cao 45. Là ngang 47. Rồi mã số 5 xin giao lưu cô chú chị mình là 550. Dạ 550. Số 5 550. Mã số 6. Cúc bi. À, cúc bi luôn. Cúc bi là nụ tròn do làm ăn một năm tròn trịa luôn nha cô chú anh chị. Bông 36 cánh là 9 nút luôn ha. Cây cúc bi phong thủy tốt nha cô chú anh chị. Cúc bi mã số 6. Hoành 13. Cao 50. Ngang 56. Rồi mã số 6 cúc bi thì xin giao lưu chị mình 600. Rồi 600k cúc bi số 6. Số 7 cây để bàn. Số 7. Số 7 cúc bi luôn. Cúc bi mã số 7. Ờ cái này ghép một bo duy nhất anh chị. Cái này giờ bữa nó liền chọc nhìn nó đẹp lắm anh chị, có duyên lắm nè. Ờ cái này Tết chắc liền. Tết năm nào anh? Tết năm nay. Trời ơi, đụng chân ông già ông phá quá trời phá. Luôn. Đâm đâm hoài, đâm hoài. Ông già này ác thiệt chứ. Chọc cái chân luôn vậy đó. Quanh 11.
Cao 45. Ngang 33. Rồi số 7 xin Zalo của chúng chị mình là 450. Rồi, 450. Số 8 Cúc Thọ Hương. Số 8 Cúc Thọ Hương ghép 2 bo. Cúc Thọ Hương là đặc sản nha cô chú mình chị ơi. Bông rất là thích, ai mà chơi Cúc Thọ Hương gọi là mê hết. Thọ Hương là đặc sản mình nhiều em. Quanh 11. Chiều cao 51. Ngang 48. Rồi mã số 8 xin Zalo chị mình 500. Rồi 500k số 8 Cúc Thọ Hương. Số 9 Thọ Hương luôn kìa, đẹp như vậy. Ngày bonsai. Ừ, ngày bonsai để bàn nè. Nghe đẹp nha anh chị. Ừ. Ủa đế lắc. Phần miếng trực hơi lắc tầng đa hay cô chú anh chị. Cái gì chứ này nữa, để bàn khó chịu lắm đó nha. Nhức nách luôn á. Rồi cái này quanh 12. Chiều cao là 58. Ngang 58 luôn. Mã số 9 xin cho luôn chị 600. Rồi mã số. Mã số 10. Số 10 Cúc Thọ Hương. Thọ Hương luôn. Cái này ghép 3 bò anh chị. Số 10. Mã số 10. Này về, về lấy bò ghép ha. Dưỡng lại, xả tàn dưỡng lại tết chơi. Quanh 13. Chiều cao 47. Ngang 53. Rồi số 10 xin Zalo 600 luôn chị ơi. Dạ 600k mở số 10. 11 Cúc Bi. Ồ cái này đế đẹp. Rồi Cúc Bi ép 4 bo. Mở số 11. Cái này đế đẹp nha anh chị. Nụ này về của chú chị mình vừa ngắm bông mà vừa lấy bo chơi rồi dưỡng luôn ha. Cái này form là form lớn hơn cái cây nãy anh chị. Form lớn tàn lớn. Quanh là 15. Chiều cao là 66. Tàn ngang là 68. Mã số 11 cây copy thì xin Zalo là 750.000. 750. 12. Mã số 12 copy luôn. Ồ. Hàng bonsai để bàn nha anh chị mini nha. Ghép 3 bo. Đế nôm. Cây nhỏ mà đế gì hết chê nha anh chị, hết ý nha. Có duyên lắm nha. Okay, mã số 12. Quanh 11. Chiều cao 43. Ngang 50. 12 xin Zalo là 500.000. Dạ 500k, mã số 12. 13. Cúc. Mã số 13. Đây thay hai Cúc Bi. Cúc Bi. Cúc Bi. Nhỏ nhỏ. Bé bé xinh xinh. Nụ là có tiếng Việt. Cành cành không? Như trái trứng cá vậy. Này quanh thăng 8. Quanh 9. Chiều cao 52. Ngang 57. Rồi cây Cúc Bi mã số 13 xin Zalo là 500.000. 14. 14 cũng là Cúc Bi luôn. À. Mini bonsai để bàn anh chị, cái này mấy này để bàn hết 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 chê ha. Đây tết ra thêm hai cây thôi bự anh chị, bự tàn ha. Vậy chứ là Cúc Bi mình lãi lá ra sai bông lắm, bông cứng cây luôn á. Quanh 12. Cao 42. Tàn ngang 52. Rồi mã số 14 xin Zalo anh chị mình là 550. 550 14. 15. Mã số 15. Để anh chị xem nè. Ở Cúc Bi bông nè. Đó. Xem ha. Đây cho anh chị. Bông chùm nha anh chị. Cúc Bi tiên sinh. Mã số 15. Quanh 12. Chiều cao 49. Tàn ngang 52. Rồi mã số 15 xin Zalo là 550 gì đây? 550, mã số 12. 15. 15, mã số 13. Lên 16. Lên, lên cây.
Mã số 16. 15 mà chứ 13. 15, 12, 13. Cái này 16 nha cô chú. Mã số 16. Cúc bi. Đế nôm. Rồi đế quá, khứ bộ đế luôn cô chú anh chị. Kè nhỏ đế hết biết. Không nào cũng lấy được lực không ha. Ghép 1 bò, 2 bò, 3 bò, 4 bò anh chị ơi. Cúc bi tiên sinh. 15 hoành. Chiều cao 47. Tàn ngang 50. Rồi 600 ngàn mã số 16. 16, 600k. 17 luôn. Mã số 17. Đó, cúc bi tiên sinh luôn. Mã số 17. Quanh 15. Chiều cao 59. Tàn ngang là 54. 17 xin giao luôn chị mình là 550. Dạ, 550. 17. 18. 18. 18 là cây cúc tây thi. Cúc tây thi hả anh chị? Thi ơi thi, thi có biết không thi? Không. Không biết. À. Mã số 18 anh chị. Để option nha cô chú. Cúc tây thi. Cái tên thằng nghe thấy tiêu tiêu rồi. Hoành là 10. Cao 50. Ngang 42. Rồi mã số 18 cúc tây thi này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 450 ngàn. Dạ, 450 cúc tây thi. Mã số 19 cúc bi. Cúc bi. Cây ghép 3 bo. Ok đấy anh chị. Càng nhiều như bấm bấm tàn nhẹ nhẹ vô ha. Bấm cho tròn tàn là giờ bữa nó ra là mịt trời luôn ha. Thứ dưỡng rễ thường xuyên là năm sau Tết là già bo siêu bông cho chú anh chị. Quanh 50. Cao 48. Ngang 38. Rồi mã 19 xin giao lưu là 500. 500k, mã số 19. Mã số 20. Rồi 20 cúc tây thi. Cô chú anh chị, quá trời này ha. Cô chú anh chị nhận cây về có một bông nè. Hoành là 9. Cao 57. Ngang 55. Cúc tây thi mã số 20. Xin giao lưu 550 ngàn. 550k cúc tây thi. Mã số 20. 20 cúc bi. 21 cúc bi tiên sinh. Cúc bi tiên sinh. Cây để bàn nhỏ gọn hả anh chị? Để quái nha, cô chú nhỏ mà quái đế nha. Đế nè. Hoành 9. Cao 48. Tàn ngang 52. Rồi mã số 21 xin giao lưu cô chú anh chị mình là 450 ngàn. 450k. Cúc bi mã số 22. 22 một cây cúc bi. Đó, bông nè. Không chùm sai bông nha cô chú. Mã số 22. Hoành 10. Chiều cao 56, tàn ngang 56 luôn. Rồi 450 luôn nha anh chị, mã số 22 cúc bi. 22 cúc bi 450. 23. 23 cúc bi luôn. Ờ, ok là đế quái. Mã số 23. Cái này cúc tây thi nha anh chị. Cúc tây thi phải cúc bi nha. Đúng rồi, tây thi. Mã số 23 là tây thi nha. Cúc tây thi. Hoành 12. Chiều cao 52. Tàn ngang 45. Cúc tây thi mã số 23 xin giao lưu là 500 ngàn. Rồi 500k 23. Mã số 24 à, cúc bi. Có trái à, về ương lên cây kia nữa. Trái nè, về cây kia phải không?
Thì có trái anh chị, vậy được nữa, có cái gì không anh chị? Cúc bi. Thì anh chị ghép dụng được cô chú anh chị đây, miễn chăm sóc tốt là tốt à. Mình tưới dưỡng rễ thường xuyên hả anh chị? Khoảng 7 ngày đến 10 ngày mình tưới một lần ha. Quanh là 11, chiều cao là 52, tàn ngang 52 luôn. Rồi mã số 24 xin giao lưu chị là 550 ngàn. Người thì đẹp gì lụa cây tốt gì phân hả chú? Có yên mà xài mà không cho phân vô cũng tàn phai. Tiếp theo mã số 25, cúc bi. Bức cỏ lâu quá. Cúc bi lâu cũng không sạch đó chứ. Mã số 25. Cái cây này về cô chú chị mình thay phân thay chậu là cây nó phì lên liền đó cô chú chị. Thấy rõ luôn á, mùa này là đang phát lộc ha. Hoành là 12, chiều cao là 48, tàn ngang 50. Còn cây cúc bi mã số 25 xin giao lưu là 500 ngàn. 500k, 25, 26. Ôi cây này đã cũ đế đã đâu. Cây dáng trực đế cũ quái. Bonsai. Mã số 26 cúc bi luôn nha anh chị. Rồi, củ đế này là 25. Hoành 15. Chiều cao 50. Ngang 50. Rồi bao giờ dùm tấm sụm tấm bẻ ba mày nữa. Mã số 26 xin giao luôn chị mình là 600 ngàn. 27 cúc tây thi. Ai ăn trộm mày? Ai để ăn mày? Không ra coi luôn. Bỏ luôn à. Chụp hình thôi à. Mã số 27. Anh em nghe gì chăng rồi? Tôi chụp hình thôi. Cúc tây thi. Đó, hàng để bàn nha anh chị ơi, giống mới nha. Tây thi bông đẹp lắm nha anh chị ơi. Hoành là 11. Cao 48. Ngang 42. 27 xin giao luôn chị mình là 450. Dạ, 450 27. 28. Trời, cúc bi luôn. 28 nha anh chị. Để nè. Bé bé xinh xinh. Để bàn hết chê anh chị. Cái này anh chị mình về mình mua cái chậu dĩa để lên nhìn rất là đẹp. Hoành là 10. Cao 49. Ngang 52. 28 xin giao lưu chị mình là 450 ngàn. 450k cúc bi 28. 29. 29 cúc tây thi. Ờ. Hú hồn chị mén không? Ghép ba bo. Tây thi nha anh chị. Cái này về anh chị mình bấm tàn sơ sơ lại tết cho ok ha. Hoành 12. Cao 40. Ngang 40. Rồi 29 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 400. Rồi mã số 30 cúc bi tiên sinh. Rồi đế cũ nha anh chị, cây này quái nha. Ghép ba bo. Tàn cũng lớn nha cô chú anh chị. Cúc bi tiên sinh. Cũ đế 18. Hoành thăng 10. Chiều cao 55. Ngang 56, rồi cúc bi mã số 30. Xin giao lưu 600 ngàn anh chị ơi. Dạ, 600k. Mã số 31. Cúc thọ hương. Là cá lóc hả chú? Con tôm. Hả? 31 còn gì chú? 31 là con tôm. Tôm hả? Cúc thọ hương. À, cúc thọ hương mã số 31. Hoành 12. Cao 60. Ngang 68. Cúc thọ hương mã số 31 em xin giao lưu chị mình là 600 ngàn. Rồi mã số 31 cúc hương là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay anh chị ơi. Cảm ơn cô chú chị theo dõi clip nha.
Dạ. Chúc cô chú anh chị mình luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Rồi em xin chào. Dạ, cảm ơn anh Trạng luôn. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Yêu thích cái nào cô chú anh chị liên hệ anh Trạng giùm em.